Và sau đây, theo yêu cầu của quý vị là một người nhắc đến anh này là phải nói đến kênh YouTube của anh này. Và được chị Nguyễn Gương á, gọi là quản lý cái kênh YouTube của anh. Bây giờ là lượt follow, lượt view, tức là lượt xem đó quý vị. Và lượt đăng ký rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với một người mặc đồ cũng không có nổi lắm đâu. Không có nổi lắm đâu quý vị. Và nam nghệ sĩ ai ạ? Hồ Minh Đương. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, anh Đương sẽ hát cùng với ai ạ? Dạ, chào nữa. Dạ. Chào lần hai. Dạ, trở lại chương trình một lần nữa. Cũng cho phép Hồ Minh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể đại gia đình. Chào những vị khách đến sau. Chúc nhiều mạnh khỏe, vạn sự thành công cho em. Chào vỗ tay lớn lớn nữa. Nãy giờ nghe anh chị em nghệ sĩ hát hay quá trời quá đất rồi. Bây giờ Hồ Minh Đương và Võ Cát Vương xin gửi một lớp trích đoạn ngắn được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa. Dạ, cho một tràng vỗ tay lớn lớn nữa. Em phá vỗ tay lắm. Dạ. Anh ủ. Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng đôi gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện thương đau của một kẻ sắp đăng trình. Đêm qua tôi có về ngãn nơi hò hẹn ấy, thì mới hay rằng người con gái ấy đã sang sông. Thôi ông đừng nói nữa, chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có một chiều đâu bà dừng chân nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kia đăng trình. Tôi đã xa đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như đòi thiên buồn lạc lòng đêm xuống. Bà ơi, có một phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ cùng bà thề non hẹn hiền, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho cháu dài vô đề ban đầu. Ông là ai mà giọng nói như nghẹn ngào nước mơ nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ yêu nhau? Có phải chăng ông là kẻ ra đi và để lại sau lưng niềm trong lành? Bà ơi, vì như tôi và bà đã thề non hẹn hiền, thì giấc mơ kia cũng đâu còn gì nữa khi dù tận hôn đang nồng nực phía loan hồng. Kìa, tâm tư bà đã bình yên và hoa cao theo chồng. Bà đã tận hưởng một cuộc sống vàng son hoa mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho chậm trời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Để cho bà được bình yên nên kiểu cười, nhưng đó là quyết định của sư mẫu em, thì làm sao em cãi lời. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn
chồng tôi chỉ là nghe đứng bên về đường hạnh phúc, có tiếc thương cùng đành ly biệt, mong mẹ nào rồi cũng tan cuộc giữa đêm sương. Thì thôi đường bà đi đường tôi bước, chẳng có quan hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân nơi thuyền tôi có là để lắng nghe chim nguyên rõ lá kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con mang. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, gió bụi sông hồ đã vùi đắp bước chân qua. Bà hãy về đi. Tâm ca đi đâu? À, chuyển qua kia. Lòng dương khô sâu, nhớ con lời trách mang, dù phải xa có trách hơn đắng cay đắng lòng. Mai đôi mình xa cách, tan tác như bèo đôi, còn giây phút này thôi vắng xa. Suốt đời Nga ơi, tâm ơi từng bước chẳng xa, như chia đôi trời vĩnh biệt anh ra đi gọi sầu mơ. Sớm chân trời mà.